Đây các bác, chào các bác, chào bà con. Đây, chú Thơm ra đến Hà Trung, Thanh Hóa này, xem bắt cho ông bà con ba bên. Năm ngoái chú Thơm đã đến bắt rồi các bác. Năm ngoái chú Thơm đến bắt ông bà một con rồi. Đó, và năm nay, năm ngoái là bắt con của con bò mẹ này này. Đó, và năm nay tiếp tục bắt con này là của con bò mẹ đó. Bò mẹ Sim Pha Man 2 dòng. Đó, bò mẹ nó đứng trên đây các bác. Đó thì con này cách đây tháng trời ông gọi chú Thơm đến để bắt đây các bác, nhưng mà nó đang bé quá nên chú Thơm không bắt. Ba chứ ông đi mua rồi. Cháu thấy cháu vừa thấy đây mà, ý là ông đi đám cưới rồi bác. Đây các bác, bà mẹ thì bây giờ mình bán thì anh em thợ người ta đến là mừng chứ, bà công nhận không? Bà cứ bán, ông cứ bảo là để cho cháu mà đứa nó mơ rồi, bà có biết đâu. À sang này thì sang chỗ đến nó ngồi á, ngồi à được vậy. Hôm qua ông bố thuận tiện cho nó hơn nữa là ông bố là hắn dặn là hai ba hôm nữa hắn sang. Đúng rồi, hắn mua là để cho hắn. Vâng sang bên đây biểu bố là thằng cháu hắn bắt rồi, bà hắn cứ cầu nhau hắn. Cả thằng Trung thì hắn đang còn biểu bố mà chờ của người ta có quyền người ta bán ra, người ta bán chứ rồi cứ quát bà đang còn mới vừa cái chắc phép xong chứ. Con nhà nên sợ mới đi đâu, bà ra đây bà cánh của có thay đâu. Đó thì các bác, cách đây 3-4 hôm, ngày trước là chú Thơm đến một lần rồi các bác, chú Thơm đến một lần, nhưng mà lúc cháu đến là bà không có nhà. Đó thì ông bảo bán nhưng mà cháu bảo đang còn bé lắm, chưa bắt được, ông ráng nuôi thêm. Đúng rồi, cháu bảo bé lắm để nuôi thêm tháng nữa chứ, bé quá. Đó thì ông nuôi thêm một tháng, thì cách đây 3-4 hôm rồi các bác, ông điện cho chú Thơm ra để bắt, bảo vâng, thế thì ông chờ cháu mấy hôm nữa, cháu đi giao hàng, rồi có gì về hoặc là cháu tranh thủ cháu ra, cháu ghé cháu bắt cho. Không phải đâu, tại vì mình có thì người ta đến thôi chứ, cái đó là mừng thôi, rất là cũng nhiều thợ đến rồi vâng. Lâu chờ có thay người đánh nhau mà trong mấy tính khoảng tuần này người đánh. Thì đến tuổi thì người ta đến đi. Đây các bác này, còn mẹ thì cách đây 2 hôm ông cũng điện cho chú Thơm đó, thì ông bảo là có thợ trả bằng 16 triệu rồi. Đó, nhưng mà ý ông bà là bằng 16 năm thì ông bà mới bán. Có sao chú Thơm nói vậy. Đó, đúng không bà? Ông có đi là trả 16 năm mà vẫn cứ bớt cho hắn tiền xe thôi mà bà vẫn không bớt. Thì có sao cháu nói vậy, đúng không? Thì cách đây 2 hôm thì ông nói là vậy, thì cháu cũng quay rõ ràng cho bà con người ta xem. Không có người ta bảo là cháu nói không đúng. Tiền nào thì phải nấy thôi. Đôi khi quay rồi mua bà ở đây, ví dụ như giá cả vậy, nhưng mà về nhà thì người ta bảo là chú mua mấy ai mà biết được. Chú về chú nói thế này thế kia mất hay đi. Đôi khi video, những video thì cháu quay nhiều lắm, nhưng mà ai có điều ai ưng hoặc người ta muốn coi thì cháu mở ra cho người ta coi. Còn ví dụ như về cháu bán lô bán nứa thì cháu ít làm để cháu quay lắm. Vâng, chứ bà không đi đám à? Làm cách khoai vậy. Năm ngoái chú Thơm đầu năm chắc cũng bắt ông bà con chứ. Đầu năm của con này. Chú Thơm nói rõ ràng nha các bác. Đó. Đây, mẹ các bác. Vâng. Mà con đi được mấy tháng bà nhờ? 4 tháng mấy ngày vậy? 4 tháng mấy ngày. Thì bữa điện ông vô ông bảo cháu cho bầu. Vâng, cho bầu bé tí thì bán cái gì, ông phải nuôi thêm tháng hơn tháng rồi chứ, bé quá cho không bắt. Đúng rồi, ông thấy thúc con mẹ là mẹ ở trên đây này, thúc con mẹ, chắc con mẹ cũng chữa rồi đúng không ông bà nhờ? Đi được hết rồi vậy. Đây con đây là xem này các bác này, đây con bò mẹ đây là dòng bò mẹ lai xin, con đi chữa to rồi ba này. Con này tốt sữa lắm. Con đi chữa to này, bò tầm đại hết đấy các bác, bò này bò tầm đại, nhưng dòng đi là dòng sim nha bà con. Đó dòng bò mẹ đấy, dòng sim lùn, còn cái loại này là sim farm ăn này, hai dòng này. Đó là bò này thì chú Thơm thích cực kỳ này. Dòng bò này em đi bắt là em bắt hàng sinh sản, là em chủ yếu nhắm cái loại bò này thôi các bác. Đó, Thơm thích lắm, nhìn cái sừng đấy các bác này. Nhìn cái gọng sừng nó nhìn thích lắm, nhìn đã đời. Đó mà mẹ nó đẹp, dễ chăm, dễ nuôi. Đó, mẹ quá đẹp nhé. Họ giá cả thì các bác cũng biết rồi đó. Quá tuyệt vời. Đó, ok các bác chưa? 16 triệu 500 em 3B này. Đó.
Bác nào có nhiều nhu cầu nhá thì liên hệ trực tiếp gặp em nhé. Đó, tôi thầm không nói đi nói lại đâu. Me này thì thôi thì càng càng tí cho ông bà cũng được, không vấn đề chi. Đó, còn các bác không nuôi, không mua thì chú Thơm nuôi. Ok bà con nhá. Đó, chú Thơm nhắc lại nhá. Chốt nha bà con. Bà, ông bà, tính là ông bà cháu có duyên đó nha. Đó, có duyên thật. Đếm đủ cho bà, đó mua của bà bằng 16 triệu 500 đó. Bà bớt tiền lộc rồi đó, rõ ràng. Đúng không bà? Bà ơi đúng không? Bà xác nhận cho cháu coi. Đúng không? Không phải 16 triệu 700 á. Đúng rồi, bà bảo thôi có duyên thì để cho chú. Đó, cảm ơn bà nhá. Đó, rõ ràng nha các bác. Ok bà con nhá. Đây. Đó, đây nó đang đứng anh ngóng này. Đó. Đó, xong xuôi này. Đây, rõ ràng này nhá. Đó, có các bác và chú Thơm nói đúng. Đó, mè thì đẹp lắm các bác. Mè thì em nói với các bác đẹp. Đây. Đó, là các bác biết cái lối chú Thơm làm ăn nhá. Đây, mua tại dân lấy tiền đi các bác này. Đây. Đó, mà hàng chú Thơm cũng nói thẳng nhá. Nói rõ ràng nhá. Hàng là hàng chọn nha các bác. Hàng chọn nhá, không phải hàng vớ vẩn nhá. Đó, hàng chọn nhá. Đó, đây. Quá đẹp các bác. Đó, bác nào có nhu cầu, chú Thơm nhắc lại, bà con bác nào có nhu cầu mua con này thì liên hệ trực tiếp vào em. Hoặc bác nào có nhu cầu mua bán, đó thì nhớ đăng ký ủng hộ theo dõi Cây Khởi Nghiệp nha bà con. Dắt hai con luôn bác, dắt hai con luôn. Dắt hai con luôn. Đó, từ nhà tới trường nha các bác. Đó. Clip trước đó các bác vừa xem á, chỉ còn 3B chú bắt lên trên xe đây các bác này. Xuống đây các bác xem này. Cái con nhỏ thì nhiều tiền hơn nhiều tiền hơn cái con to các bác ngược đời. Đây. Xuống. Cơ bản là cái chất lượng nó giống bà con. Xuống. Đích. Đích. Đi lôi mạnh lên bác. Hai người lôi. Lôi mạnh lên. Đích. Con to rẻ hơn con nhỏ đó. Mình chỉ có, mình chỉ có chưa được xem video các bác, tí nữa chú Thơm mở video cho mình chỉ có. Lôi hai con vào đi. Đây các bác. Vô. Đây. Đó, chào các bác nha. Chào mừng bà con. Để cấp cho bác trai một đôi này. Đó, bác trai một đôi. Vô đi. Vô. Đây các bác nha. Đó, bác cũng là người theo dõi Cây Khởi Nghiệp cũng hơi ổn đấy các bác, hơi ổn. Nó mong bà con hết sức thông cảm chân. Nhưng mà chuồng bác nuôi vỗ béo mà chuồng nó đi là không hợp lý rồi đây này, hay là bữa sau làm lại. Ờ đúng rồi, chứ chú thấy chuồng nó đi là có vẻ là không hợp lý rồi. Bữa sau chuồng thiết kế lại. Mở hẳn ra luôn, mở hẳn ra lùa vô luôn. Mở. Chứ chất mẹ được không? Hả? Chất mẹ được không? Ừ chứ. cho mở bên đó ra. Rồi bác mở ra đi. Bác mở ra. Đang nói với thằng ấy vừa trước là cắt bản là nửa quả em bỏ là chờ hẳn ra ngoài chú rây đúng vô cây. Vâng. Mấy bữa đi là cứ yên tâm đi, sau vô nhà chú mà xem mà chọn tiền nào thì cuốn ấy thôi. Bắt là điền. Vâng, bắt là bắt thật bò, me là me thật bò. Đấy me đẹp không? Sao bác nuôi bác thấy bác nuôi sao là bác cái sợ lôi vòng qua tay luôn, lôi vòng qua tay, đúng rồi, đó chính xác. Ôi dễ vậy mà. Vô đó, đây có bác con 17 với con 17 nha các bác, con này con 17 đây, đó báo giá cho bà con xem luôn, con 17 với con 17 năm. Con 17 năm. Con to thì 17 mà con nhỏ thì 17 năm. Làm sao thì như vậy? Chỉ thế mới nói chứ. Vô. Cơ bản là cái chất lượng con mè thôi bác. Tao phải đừng mua mấy cây à. Tao vâng. Làm bầy về tao nuôi. Sau này bác nuôi đó bác sẽ thấy. Sau này bây giờ nhỏ chứ chưa chắc là hắn đã nhỏ. Đó, vì bác mua quanh đây 5 con nữa, 2-4 con này các bác này. Đó, bác mua quanh đây 4 con nữa này. Đó, rõ ràng nha. Mẹ đẹp các bác, mẹ đẹp, chất lượng con mẹ cực kỳ đẳng cấp. Đó, rồi, thì thông qua clip này thì chú Thơm làm loại clip, rồi thông qua clip này cũng cảm ơn bác trai. Đó, cảm ơn bác nhá. Đó, cảm ơn các bác và gia đình ở bên đây. Đó, đã tin tưởng theo dõi Kênh Khởi Nghiệp trong suốt thời gian qua. Đó, và bây giờ chú Thơm cấp cho bác một đôi. Đó, chúc bác chăn nuôi tốt. Rồi, thì bà con nông dân, bác nào có nhu cầu mua bán, đó, thì nhớ đăng ký theo dõi ủng hộ Kênh Khởi Nghiệp nha bà con. Đó, chào bà con.